Rồi bây giờ sáng nay mình sẽ đi ra chành xe, mình lấy cái đơn hàng mà mình đã gửi bên in liên kết bên công ty Tăng In Tân Phú Phong á. Tức là mấy bữa mình có làm một cái video về cái thẻ nhựa và cách in liên kết, với nhà in á. Thì hôm nay hồi chiều hôm qua họ gửi hàng rồi, thì sáng nay mình ra ngoài chành xe thì mình sẽ lấy về thì mình để mình so sánh được chất lượng. Mình sẽ cho tất cả các bạn coi về cái chất lượng về cái in offset ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy hàng nha. Cái nhà xe này thì cách mình cũng gần ha. Thiên Ngọc, đây hàng của mình này. Cho em gửi tiền. Cái này để rồi sao em được. Rồi, các anh chị thấy đây là bên công ty In Tân Phú Phong nè. À, còn họ gửi cho mình cái thông tin của mình đây, cái số điện thoại mình đây và cái nhà xe đây. Thì đây là cái cạc mà đợt trước mình đã có làm cho tất cả các anh chị cái video về cái liên kết của cái cạc visit á. Thì cái này phải in số lượng phải trên 10 cái, bắt đầu từ 10 cái đổ lên thì mình nghĩ mình nhận nó sẽ tốt hơn. Tại vì đâu cái nếu mà in liên kết với số lượng ít á, thì mình in không có được, tại người ta không có thể nào mình ta sắp xếp cái bài để người ta in cho mình được. Cái đó là mình phải in với số lượng nó phải trên 10 cái ha. Mình thấy cái này làm cũng nhanh, cái kèo visit thì nó làm mà khoảng 2 ngày là có cho mình nè. Còn cái thẻ nhựa này thì nó làm khoảng 2 ngày thì có cho mình. Còn mà cái kèo visit á thì in khoảng kèo visit thì in một ngày có, ví dụ chiều nay in thì chiều nay mình gửi file ha, chiều nay mình gửi file thì chiều mai họ đã gửi cho mình rồi. Thì đây là cái kẹt, đây là cái thẻ nhựa nè. Đây bây giờ mình sẽ nói về cái kiểu cách của họ làm ha. Thứ nhất, mỗi cái thẻ như thế này thì họ sẽ được mình công ty in nó sẽ được bọc cho mình cho một cái lớp nhựa vậy để bảo quản trước khi giao khách hàng. Thứ nhất là bây giờ mình sẽ quan sát như thế này thôi là mình đã thấy là cái công ty in nó làm rất là đàng hoàng đúng không các anh chị ha. Cái thứ hai về cái chất lượng thẻ, các anh chị thấy đây là chất lượng thẻ có cái độ bóng rất là cao, đây cái lớp thẻ bóng rất là cao ha. Về cái bế rất là đều và rất là sắc nét, chứ không phải là bế mà nó bị tư ha. Rồi về hình ảnh in, các anh chị thấy là hình ảnh in rất là sáng, kể cả màu in rất là chuẩn. Ví dụ đây màu đỏ thì ra màu đỏ ha, màu vàng ra màu vàng và màu đen ra màu đen. Còn về hình ảnh thì cũng rất là sáng, in rất là sáng. Cái như là trong cái thiết kế file mình kiểm tra lại thì trong thiết kế file sao in rất là đẹp như thế này ha, về chất lượng như thế này. Thì đây là cái thẻ nhựa PVC 3 lớp. Thẻ nhựa PVC 3 lớp ha. Tại vì đối với thẻ công chức thì chỉ cần làm 3 lớp thôi, còn nếu mà 4 lớp thì cái chất lượng nó tốt hơn nữa, nhưng mà cái giá thành sẽ cao hơn. Thì
mình nghĩ các bạn và các anh chị nếu mà đối với số lượng mà chúng ta tập trung số lượng nhiều, số lượng trên 10 cái thì chúng ta nên tìm nhà máy liên kết chúng làm việc với họ thì chất lượng thẻ nó sẽ tốt hơn. Và cái thời gian làm việc của họ thì chỉ có trong 2 ngày thôi, mình gửi thì trong 2 ngày thôi thì họ đã in được cho mình, thì mình gửi bữa thứ 6 bữa chiều thứ 5 thì thứ 6 họ in, thứ 7 họ đã chiều thứ 7 họ đã gửi ra cho mình. Và họ làm rất là kỹ lưỡng về cái từng khâu, kỹ lưỡng từng khâu và bảo quản rất là tốt, bảo quản rất là tốt, đóng hộp kỹ càng để gửi cho mình. Thì ở đây mình làm việc với công ty in Tân Phú Phong cũng lâu rồi, thì kể cả in card visit thì cái thời gian thì nó nhanh hơn. Card visit chỉ có in trong vòng khoảng 1 ngày là có, ví dụ như chiều nay bên mình gửi thì chiều mai họ đã gửi hàng ra trên xe cái chỗ hồi nãy mình để lấy hàng đó, thì họ đã gửi cho mình rồi. Nói chung khi các bạn mà làm với cái nhà in á thì các bạn cũng phải nên chọn đúng cái nhà in. Tại vì các bạn biết hiện tại bây giờ ở trên thị trường cũng có rất là nhiều cái trang web người ta xưng là nhà in, nhưng mà thật ra không phải. Thì ra nếu những người đó thì cũng giống như mình thôi, họ sẽ lập ra những cái trang web, trang web họ cũng in đủ kiểu hết, nhưng mà khi mà họ nhận mình thì họ cũng nhận trên lệch thôi, họ cũng nhận trên lệch rồi họ đem qua cái công ty in á, công ty in chính gốc họ in rồi xong họ cũng lấy lại lợi nhuận cho mình cũng ấy thôi. Tức là mình đã qua là cái người thứ ba rồi, người thứ hai, khách hàng là người thứ ba. Còn nếu mà mình đã làm ăn trực tiếp với nhà máy in mà có uy tín á thì khách hàng chỉ là ở cái mức độ thứ hai thôi, thì giá thành nó sẽ ok hơn. Thì mình khuyên các bạn khi mà các bạn đang làm dịch vụ, mở dịch vụ mà các bạn muốn đa dạng hóa dịch vụ của mình để kiếm lợi nhuận hơn, thì các bạn nên phải chọn cho mình một cái nhà máy in thật tốt và phải làm kết hợp in liên kết. Mục đích là để mình hạn chế mình mua máy móc. Nếu các bạn và các anh chị nếu mà cái số lượng với số lượng thẻ này, với số lượng như thế này, thì các chị nếu mà các chị sử dụng máy in phun thì các anh chị phải in ngoài thiết kế file ra, các anh chị phải in rồi các anh chị phải vuốt cho nó bớt bọt khí, xong các bạn phải ép nhựa, các bạn sẽ ép nhiệt. Sau khi các bạn ép nhiệt xong rồi, nếu mà nó không có bị nổ bọt không khí thì nó mình sẽ đem ra mình bế. Tuy nhiên cái bế của mình nó sẽ bế không có sắc nét bằng cái bế của trong nhà máy liên kết đâu. Tại vì cái bế của mình các bạn biết mua trên thị trường thì khoảng tầm khoảng 700.000 thôi ha, thì cái độ sắc nét của nó không có nhiều. Cái đó chỉ dùng để mình chữa cháy, mình in cho số lượng khoảng 1 cái 2 cái thôi thì mình in được, chứ còn ví dụ số lượng mà nhiều quá thì mình nghĩ các bạn tốt nhất là các bạn nên giống như mình đây ha. Mình không cần phải đầu tư máy móc, chỉ cần làm file và thiết kế file thôi, mình gửi vào thì in rất là nhanh và đẹp. Mình rất là ưng ý về cái dịch vụ này luôn, nên mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Còn nếu các bạn nào mà ở gần khu vực Bình hoặc là ở tầm cỡ Phan Rang hoặc là Khánh Hòa gì đó, như mình thấy là quan trọng là các bạn gửi file về thì các bạn phải có cái chỗ mà chành xe, các bạn phải nhắn cho bên công ty in đó, cái chỗ chành xe để khi mà họ in xong thì họ gửi cho mình rồi mình ra mình nhận. Chứ còn các bạn mà không biết chành cái xe nào về với mình thì họ cũng không biết cái đường nào họ gửi cho mình ha. Rồi thì đó là một số muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái chất lượng in liên kết rất là ok. Và nếu các bạn được thì các bạn mình nghĩ các bạn cũng nên chọn phương thức này cho nhiều cái dịch vụ của chúng ta, đỡ tốn công chúng ta phải sắm nhiều máy móc. Còn đối với các bạn mà muốn ở khu vực á, ở khu vực mình thấy là nếu mà ở khu vực từ Ninh Thuận, tại cái nhà máy in này, nhà máy in nằm ở Sài Gòn, thì mình nghĩ nếu ở khu vực tốt nhất thì khoảng từ Ninh Thuận nó lại, hoặc là các bạn nếu mà ở ngoài Nha Trang các bạn muốn làm thấy giá cao hơn thì các bạn cũng có thể là làm in ở những nơi nào đó mà cái giá thành thấp rồi các bạn gửi xe về. Thì nếu các bạn không có in lương, không có được, không có liên kết được với nhà máy in nào mà các bạn ở gần đây mà các bạn muốn tìm hiểu nhà máy in này, thì mình sẽ cho số điện thoại hoặc là các bạn lên trang web in Tân Phú Phong. Thì khi mà những cái số điện thoại cho trang web này thì các bạn sẽ gặp trực tiếp anh Phong và là chủ cơ sở, tức là anh Phong là chủ cơ sở này luôn, và anh sẽ trao đổi với tất cả các bạn và các anh chị về giá cả về cách làm. Rồi bây giờ video của mình xin kết thúc ở đây ha. Xin chúc tất cả các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng thành đạt trong cuộc sống ha. Bye bye.